Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, các địa phương tổ chức tụ trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tụ trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Lễ khai giảng năm học mới tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Các trường kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18 tháng 1 năm 2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2025, sẽ công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và sẽ công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2025. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra trong ngày 26 và ngày 27 tháng 6 năm 2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học của các cấp học phù hợp với thực tiễn của địa phương, thời gian tự trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định.